sau 18 lượt trận và tạm thời vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Chuyển sang phần tin quốc tế, đêm nay trận chung kết của Liên đoàn các châu lục giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Chile sẽ diễn ra. Trước trận đấu thì có một phát biểu rất đáng quan tâm của Arturo Vidal, thủ lĩnh tuyến giữa của Chile. Anh này nói một câu cũng khá logic: chúng tôi đã thắng Argentina.